Xin chào mọi người. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn về rùa tai đỏ. À, con rùa này là mình câu được. Các bạn đang thấy là bể rùa, đây là cái bể dành riêng cho bọn dòng slider. À, có hai con tai đỏ và hai con bụng vàng. Thì trong đấy con tai đỏ to nhất nó đang đứng ở góc trong cùng kia kìa, là con rùa mình câu được ấy. Đây là con rùa sống hoàn toàn ngoài tự nhiên. À, bữa trước mình đi tình cờ câu được và nó rất là đẹp nên mình đã mang về nuôi. Thực sự mình rất ấn tượng với con này. Nó là con rùa đực. Rồi mình sẽ bắt ra cho bạn xem. Nó là rùa đực nên là cái móng của nó rất dài với cả màu của nó rất là sáng. Nên mình bị ấn tượng ngay với nó và cho vào bể nuôi luôn. Con này mình cũng sẽ không bán. Để mình làm mẫu cho các bạn xem là loại rùa tai đỏ đực là như thế nào. Ở trong video sau thì mình sẽ làm một bài hướng dẫn kỹ hơn về cách phân biệt rùa đực, rùa cái. Còn bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn về chú rùa mà mình vừa mới câu được cách đây mấy hôm. Đi câu rất là thú vị. Các bạn nhìn này, cái chỗ mép này của nó bị rách là nó cắn cái lưỡi câu của mình. Mép bên này thì lành lặn, nhìn rất là đẹp. Chỉ có một chút xíu vết xước là vì tham ăn cắn phải lưỡi câu. Tuy nhiên sau khi bị câu lên thì nó cũng không nhút nhát lắm. Con này về ăn rất là khỏe. Size cũng khá lớn đấy nhá. Con này phải tầm size 16-17 gì đấy. Cầm nặng phết bạn. Nó cũng khá là béo. Sống ở ngoài tự nhiên, môi trường tốt nên là nó không có bệnh tật gì cả. Mình mang về và mình đã kiểm tra rất kỹ. Cả mai, yếm, rồi chân tay, tất cả đều lành lặn, hoàn hảo. Đều rất là đẹp. Các bạn nhìn bộ móng vuốt của nó. Đây là con rùa đực. Bộ móng vuốt của nó rất là dài. Con tai đỏ này màu rất là sáng, màu vàng. Mình nhìn thấy mình thích ngay và mang về nuôi. Thả chung trong bể nuôi chơi của mình chứ không phải là trong bể để bán. Thật ra tai đỏ cũng có rất nhiều con đẹp và nuôi bọn này cũng rất là hay, chứ nó không đến nỗi bị kỳ thị lắm. Đặc biệt dòng rùa tai đỏ là dòng rùa khá là rẻ nên thường những người mới chơi sẽ tìm đến nó. Nha, các bạn nhỏ hay chơi rùa tai đỏ nhiều hơn. À, nhìn lúc nó bò, nhìn cái bộ móng vuốt của nó rất là thích. Ở trong bể của mình đang có một con rùa tai đỏ cái rồi. Giờ mang thêm con đực này về, hy vọng là ghép đôi được. Rất mong là sẽ có một ngày mình làm được một cái video rùa tai đỏ đẻ trứng cho các bạn xem. Mình từ hôm về mình cứ ngắm đi ngắm lại mãi. Nuôi khá nhiều dòng rùa khác nhau. À, đôi khi nhìn bọn tai đỏ lại thấy cũng thú vị. Câu được con này lên là cũng cong hết cả cần đấy. Mình cầm con này nó chắc cũng phải tầm đến 1 cân. Mình chưa cân nhưng mà không biết chính xác nhưng mà cũng phải tầm đấy. Nó phải size 15-16 rồi. Khá lớn. Ăn khỏe lắm. Dù vừa bị câu rách cả mồm nhưng về cho cá, cho hạt đớp hết. Hôm nay khoe với các bạn con rùa mình mới câu được, một con rùa tai đỏ đẹp như vậy rồi. Trong video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách phân biệt rùa đực, rùa cái ở trong cái bể dòng slider này của mình. Trong bể này là có một cặp rùa tai đỏ đực cái này với cả một cặp rùa bụng vàng đực cái nữa. Đây, hai con bụng vàng. Đấy, con tai đỏ này thả vào bể nhìn rất hay. Tai đỏ rực rỡ, da lại sáng. Và xin chào các bạn. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.